Chào mừng quý vị trở lại với Laden Vlogs USA. Nếu đây là lần đầu tiên quý vị đến với Laden Vlogs, xin hãy nhấn nút subscribe hay là nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Laden nhé. Sau đó hãy nhấn nút chuông để có thể nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Laden có video mới. Laden xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị thân mến, chủ đề của video ngày hôm nay 23 tháng 4 năm 2021 sẽ là giải đáp thắc mắc về tiền thất nghiệp của tiểu bang California và tấm check kích thích kinh tế $600 của tiểu bang. Để không mất thời gian của quý vị có thể xem danh sách các câu hỏi ở phần description của video và nhấn vào câu hỏi nào mà quý vị quan tâm. Trước hết là các câu hỏi có liên quan đến tiền thất nghiệp EDD. Câu 1. Tính từ lúc đại dịch bắt đầu, các chương trình PUA và PEUC trả được tối đa là bao nhiêu tuần tiền thất nghiệp? Quý vị thân mến, hai chương trình PUA và PEUC là hai chương trình trợ cấp thất nghiệp của liên bang thuộc đạo luật CARES để hỗ trợ cho người bị thất nghiệp vì đại dịch COVID-19. Nếu quý vị nhận chương trình PUA, quý vị sẽ được nhận tối đa là 86 tuần tính từ ngày đầu tiên là ngày 2 tháng 2 năm 2020. Theo bản phân tích của EDD, những quý vị được nhận chương trình PUA sớm nhất là vào ngày 2 tháng 2 năm 2020. Nếu tính từ ngày đó đến hết ngày 26 tháng 12 năm 2020, quý vị nhận được tối đa là 46 tuần lễ, theo đạo luật CARES, hay còn được gọi là gói cứu trợ 1. Đến khi gói cứu trợ 2 được ký vào ngày 27 tháng 12 năm 2020, theo đạo luật có tên là hỗ trợ tiếp tục, còn được gọi là gói cứu trợ 2. Quý vị ở chương trình PUA lại được nhận thêm 11 tuần lễ nữa, bắt đầu vào ngày 27 tháng 12 năm 2020 đến hết ngày 13 tháng 3 năm 2021. Vào ngày 14 tháng 3 năm 2021, gói cứu trợ 3 được ký theo đạo luật American Rescue Plan, tiếp tục hỗ trợ thêm 29 tuần tiền thất nghiệp cho những quý vị ở chương trình PUA, bắt đầu vào ngày 14 tháng 3 năm 2021 đến ngày 4 tháng 9 năm 2021. Như vậy, nếu quý vị lấy 46 tuần của gói 1, cộng thêm 11 tuần của gói 2 và 29 tuần của gói 3, quý vị sẽ có tổng cộng là 86 tuần cho chương trình PUA. Còn ở chương trình PEUC thì sao? Quý vị được trả tối đa là bao nhiêu tuần? Đối với những quý vị có hồ sơ gốc là chương trình UI, sau khi quý vị nhận xong 26 tuần của chương trình này, quý vị sẽ được chuyển sang chương trình PEUC. Ở chương trình PEUC, quý vị sẽ được nhận tối đa là 53 tuần, tính từ ngày đầu tiên chương trình có hiệu lực là ngày 29 tháng 3 năm 2020. Ở gói cứu trợ 1, chương trình PEUC bắt đầu vào ngày 29 tháng 3 năm 2020 và kết thúc vào ngày 26 tháng 12 năm 2020. Quý vị ở chương trình PEUC nhận được tối đa là 13 tuần lễ tiền thất nghiệp cho gói cứu trợ 1. Đến gói cứu trợ 2, bắt đầu vào ngày 27 tháng 12 năm 2020, đến ngày 13 tháng 3 năm 2021, quý vị nhận thêm 11 tuần lễ nữa. Tiếp theo là gói cứu trợ 3, quý vị sẽ được nhận thêm 29 tuần lễ, bắt đầu vào ngày 14 tháng 3 năm 2021 và kết thúc vào ngày 4 tháng 9 năm 2021. Nếu tính tổng cộng của cả 3 gói cứu trợ, quý vị sẽ nhận được tối đa là 53 tuần lễ theo chương trình PEUC sau khi quý vị nhận hết 26 tuần lễ của chương trình UI. Câu hỏi số 2. Chương trình PEUX và PEUY là gì? Tại sao khi gọi điện thoại cho EDD, các nhân viên EDD thường hay dùng hai chữ này? Các từ PEUX hay là PEUY là các từ mà những nhân viên của EDD thường dùng khi nói điện thoại với khách hàng để ám chỉ chương trình PEUC được mở rộng theo gói cứu trợ 2 và gói cứu trợ 3. Và cũng để phân biệt với chương trình PEUC đầu tiên của gói cứu trợ 1. Nếu quý vị nhận chương trình PEUC ở gói cứu trợ 1, khi quý vị vào trong UI online của mình, quý vị sẽ thấy chữ PEUC ở chỗ Program Type. Khi quý vị nói chuyện với nhân viên EDD, họ cũng gọi đó là PEUC. Như vậy, khi quý vị thấy PEUC có nghĩa là chương trình PEUC của gói cứu trợ thứ nhất. Đến khi quý vị nhận chương trình PEUC của gói cứu trợ 2, ở phần Program Type, trong hồ sơ UI online của quý vị sẽ thấy chữ Extension Tier 2.
và khi nói chuyện với nhân viên EDD bằng tiếng Anh. Để cho ngắn gọn, họ sẽ gọi chương trình PEUC gói 2 là PEUX. Vậy tại sao họ không gọi là PEUC 2, tức là PEUC của gói 2, mà lại gọi là PEUX? Theo Lê Đinh, chữ X ở đây là gọi vắn tắt của chữ Extension, có nghĩa là mở rộng. Cho giống với chữ ở trong phần Program Type là Extension Tier 2. Vậy còn PEUY là sao? Tại sao chương trình PEUC của gói 3 lại được các nhân viên EDD gọi là PEUY? Rất đơn giản thôi quý vị. Theo Lê Đinh, trong thứ tự của các chữ cái, sau chữ X sẽ là chữ Y. Tức là nếu các nhân viên EDD gọi chương trình PEUC của gói 2 là PEUX, thì theo thứ tự của các chữ cái, họ sẽ gọi chương trình PEUC của gói 3 là PEUY cho ngắn gọn và dễ nhớ. Còn ở phần Program Type của quý vị trong UI Online, quý vị sẽ thấy chữ Extension Tier 2 Augmentation. Câu hỏi số 3. Nếu tôi trở lại làm việc part-time khi làm certified với EDD, thì tôi phải trả lời như thế nào cho hai câu hỏi sau? Do you expect to return to work for a former employer? Và do you have a date to start work? Theo hướng dẫn của EDD, quý vị hãy trả lời yes nếu quý vị hiện đang làm việc part-time cho người chủ này và có kế hoạch sẽ trở lại nơi đây làm việc tiếp tục. Về phần câu hỏi tiếp theo, do you have a date to start work? Quý vị hãy điền vào ngày mà quý vị dự định trở lại nơi đây làm việc tiếp tục. Ví dụ, quý vị có schedule trở lại nơi đó làm việc vào ngày 25 tháng 4 năm 2021, thì khi quý vị làm certify, quý vị hãy viết ngày 25 tháng 4 năm 2021 vào phần trả lời của câu hỏi này. Quý vị thân mến, ở phần tiếp theo của video này, Lê Đinh xin trả lời quý vị một vài câu hỏi có liên quan đến số tiền $600 của tiểu bang California. Câu hỏi thứ nhất. Nếu một gia đình có hai vợ chồng và hai người con đủ điều kiện để nhận chương trình California EITC, tức là đủ điều kiện để nhận $600, vậy gia đình này sẽ nhận được $600 cho mỗi người hay là $600 cho một hộ? Theo thông báo từ Sở Thuế của tiểu bang California, quý vị đủ điều kiện cho chương trình California EITC và quý vị khai thuế chung một bộ hồ sơ, thì quý vị chỉ được nhận $600 cho một bộ hồ sơ mà thôi. Nhưng nếu quý vị có tham gia vào chương trình CoreWorks và quý vị cũng có California EITC, thì quý vị có thể sẽ nhận được $1,200. Câu hỏi số 2. Tôi biết tôi đủ điều kiện để nhận $600 của California. Những người khai thuế cùng ngày với tôi hoặc trễ hơn tôi, họ đã nhận được hết rồi, nhưng tôi vẫn chưa nhận được. Vậy có cách nào để tôi kiểm tra Sở Thuế của tiểu bang Cali đã gửi số tiền này ra hay chưa? Quý vị thân mến, đối với tấm check $600 của tiểu bang California, chúng ta không có cách để tự kiểm tra xem Sở Thuế đã gửi ra hay chưa, mà chỉ có thể liên lạc với Sở Thuế nếu thời gian chờ đợi quá lâu. Nếu quý vị biết chắc rằng quý vị đủ điều kiện để nhận $600 mà quý vị vẫn chưa nhận được số tiền này, quý vị hãy chờ sau 45 ngày dựa theo thời gian ước tính của Sở Thuế, rồi hãy liên lạc với Sở Thuế theo 3 cách sau đây. 1. Nói chuyện trực tuyến. 2. Gọi điện thoại. 3. Gửi thư. Thí dụ theo bản ước tính này, nếu thời gian quý vị khai thuế là khoảng 2 tháng 3 đến 23 tháng 4 năm 2021, quý vị sẽ được nhận $600 bắt đầu vào ngày 1 tháng 5. Tức là bắt đầu vào ngày 1 tháng 5 thì Sở Thuế của tiểu bang California mới gửi $600 đến cho những quý vị nào khai thuế ở khoảng giữa thời gian 2 tháng 3 đến 23 tháng 4 năm 2021. Nếu quý vị có direct deposit với Sở Thuế của tiểu bang, quý vị có thể bắt đầu nhận được $600 vào ngày 1 tháng 5 hoặc là trong vòng 2 tuần lễ sau đó. Tức là từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5 năm 2021. Nếu đến ngày 15 tháng 5 năm 2021 mà quý vị vẫn chưa nhận được, quý vị hãy chờ thêm 45 ngày nữa. Sau 45 ngày đó, nếu quý vị vẫn chưa nhận được $600, quý vị hãy liên lạc với Sở Thuế. Quý vị có thể gọi số 1-800-852-5711. Lê Đinh sẽ để đường dẫn ở phần description của video. Quý vị hãy nhấn vào đường dẫn đó
để biết địa chỉ của sở thuế nếu quý vị muốn liên lạc với sở thuế qua thư. Quý vị thân mến, và đó là những thông tin mà Lê Đinh muốn gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Lê Đinh hy vọng video này mang đến những thông tin hữu ích cho quý vị. Trước khi tạm chia tay, Lê Đinh xin được phép cảm ơn sự ủng hộ của quý vị đối với Lê Đinh Vlogs USA. Lê Đinh xin chúc quý vị và gia đình lúc nào cũng luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.